Và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như anh em và mọi người có thể thấy rằng mình khởi đầu trận đấu thì đang có đến tận người ta có Vega từ sớm rồi. Và nói chung là cái này thì chưa xác định được gì cả, chưa có tiếng Anh á. Torres này, Nami này, các kiểu này, cứ đẩy vào cho vui cũng được. Ông này, ui, ông này AFK à? Đến 2 nili vào đấy này. Hay vậy, à, bán máu à? Bán máu lấy đồ hả? Chắc mấy ông này kiểu bán máu lấy đồ rồi, chứ làm gì để 2 nili còn nili trên đầu này. Trong khi thì không có thần tài bên cạnh mà lại chơi kiểu này thì chắc là thật là hơi ngáo. Mình cứ để hai con cá trê ở đây ý. Để tí nữa mà nên kiểu mà ra một con cá trê, ra một con từ đó liên quan đến thần tài thì mình sẽ chơi thần tài chịu thua để lấy một chút đồ đi. Mình thì khá hay là chơi thần lối chơi kiểu là bán máu lấy đồ mà. Đấy, nhưng phải có thần tài đã nhá. Phải có thần tài thì mới trúng thưởng được, còn không có thần tài thì rất là khó để trúng thưởng. Annie này, có Annie nữa rồi. Nhưng mà bây giờ thì cái tỷ lệ mà Ron ra được cái một con tướng 3 vàng là 15%. Ok, một tướng vàng là 15%. Nếu như mình xác định chơi liều để kiếm thần tài thì bây giờ mình sẽ Ron mà thôi. Mình sẽ không làm điều đấy nữa, bởi vì mình đã làm khá nhiều lần như vậy và tất cả những cái lần như vậy thì đều toang cả, nên là thôi, nên mình sẽ chơi kiểu an toàn đi. Có đi chơi, không có thì thôi, cũng không cưỡng cầu làm gì cả. Cá chê từ sớm này, cá chê 2 sao này từ sớm rất là khỏe, bởi vì nó có cái tội tại da dày của nó ấy. Mà những con tướng 1 sao thì đang rất là yếu, vậy nên thì gặp phải da dày thì chắc chắn sẽ gọi là chúng ta bó tay .com này, rất là khó chịu. Làm sao thì gây sát thương mà được đấy, trong khi hắn đang có một cái da dày đúng không? Có một cái trang bị đó chính là có cái thìa này, anh em ơi, có thìa nhá. Mình sẽ lấy nó, lấy ưu tiên là cái thìa này. Mặc dù là mình chưa có ý tưởng gì nhưng mà cũng có thìa lấy thôi. Bởi vì để khi mà cái não mình nó nảy số á, nhảy ra một cái ý tưởng ấy, thì mình sẽ có thìa để sử dụng nó. Annie Kata, ok, bây giờ mình sẽ có thần tài, vừa có thi lại vừa là có thần tài luôn. Và cái thần tài này thì mình sẽ sử dụng nó để chưa chịu thua. Đấy, giờ mình sẽ chưa chịu thua thần tài nhá. Mình đang có sẵn 2 trận thua sẵn ở trước rồi. Vì bây giờ thì để xem cố gắng được khoảng bao nhiêu trận thua đi để lấy một chút trang bị đi. Bởi vì chứa trang bị thì có thể giúp mình có thể sáng tạo nhiều thứ hơn. Chứ cái suy nghĩ sáng tạo mà lại không có trang bị thì rất là khó để sử dụng cái trí sáng tạo đấy vào cái game này. Ui, thua ván này hơi căng đấy các bạn. Nói chung là 4 trận thua mà là 70 máu này thì hơi căng. Đấm đau quá. Ba người đá ơi, cho tôi một cái gì đó dùng đi. Mình không đóng cửa lại mọi người, đóng cửa thì cái phòng mình nó vang lắm, nó vọng lắm mọi người ạ. Nếu mà đóng cửa phòng nó vọng lắm, mà không đóng cửa ấy thì cái âm thanh ở bên ngoài nó va vào á, đó kiểu nó rất là nhiều cái thứ. Chắc là mình phải thiết kế, có điều kiện mình sẽ thiết kế một cái phòng gaming luôn, một cái phòng streaming nó có đầy đủ mọi thứ, tĩnh lặng và cảm giác dễ chịu á. Mình sẽ làm như thế để cho cái âm thanh gửi đến các bạn nó sẽ dễ nghe hơn và nó thuận tai hơn kiểu thế. Bây giờ thì anh trang bị này, nó đang có là một cái giọt nước mắt này, một cái gậy gấu khổ, một cái găng đấu tập, nhưng mà nó chưa đủ để có thể sáng tạo. Thế nên cứ tiếp tục thôi, mình sẽ cứ tiếp tục chuỗi thua này và cứ fit tiếp nhé. Cá chê 2 sao à? 62 máu rồi. Vẫn có thể được anh ạ. Vẫn có thể fit tới tiệm nha. Không phải sợ đâu. Đúng nha. Ok, tôi muốn thua đấy anh ạ, đừng thắng nhá. Thắng phát này là tôi sẽ khóc luôn á. Mới có 3 trận thua thôi, bởi vì mình đã có 2 trận sẵn rồi ấy. Đấy, mình có 2 trận sẵn rồi nên bây giờ tính đến bây giờ thì chỉ còn có khoảng tầm 3 trận thua thôi. Và với 3 trận thua thì cái thành quả vẫn chưa được thật nhiều đâu. Nên mình muốn fit tiếp nhá. Rồi bây giờ thì cứ thế thôi, tiếp tục và tự giữ chuỗi thua của mình. Chứ giờ nếu mà thay đổi một chút kiểu là sao ta, kiểu mà cho đội hình cái kiểu vừa thay đổi một chút ý mà gặp ông yếu quá thì mình sẽ win mất đấy, kiểu thế. Mới có đang còn 58 máu nên là để win bây giờ là quá sớm. Đừng nha, cho tôi giết ông Ani đã. Ui hên quá, vẫn giết ông Ani mọi người ạ. Quả đấy mà không giết ông Ani thì buồn cực kỳ luôn ấy. Ui có thìa, nhiều thìa thế này, nhìn không biết là sự lựa chọn gì đấy nhở. Thế giới thìa rồi, mình đang lạc vào thế giới thìa rồi, rất là nhiều thìa ở đây. Có thìa của Kata, thìa của Nunu và Jack này. Ok thôi mình lấy thìa của Jack đi. Ok vậy là đã có hai cái thìa rồi. Trong khi là cái nổ hũ của mình vẫn chưa nổ hũ nhá, chưa nổ hũ mà đã có hai cái thìa rồi thì anh em thử tưởng tượng nếu không nổ hũ nữa, không có khoảng tầm thêm 2 cây nữa thì như nào, đúng không? Ok, lên cấp. Mình up lên là 8 đấy mọi người, up lên là 7 nhá, cứ up lên 7 thôi, bởi vì để mà thua nhiều quá xong lúc sau dạy chết được ý thì phải lên level 7. Xin dao à, hay là nếu mà có hai thìa này ấy, mình khả năng làm kiểu xin dao 3 hệ ấy nhở. Xin dao 3 hệ là có một cái đặc điểm mà anh em cũng khá là bảo mình làm về vấn đề đấy, về kiểu xin dao 3 hệ mọi người ạ. Nhưng mà để xem nào. Bây giờ thì anh em thấy là nếu mà làm 3 hệ thì có ra có hệ gì? Một là u hồn, một là pháp sư đấy, có thể làm cho kiểu xin dao pháp sư u hồn nào. Nhưng mà nếu mà xin ra pháp sư hồn thì nó hơi thiếu một cái thứ, em biết không? Thứ gì không? Đó là độ thủ, độ chống chịu được. Hơi khó được độ chống chịu được. Nó chỉ mình đúng là mạnh thật đấy, nhưng mà hơi khó chống chịu. Rồi. Ừ. 26 máu, mình đã thua 9 trận rồi. Trận rồi nhưng mà thực ra là chỉ có 2 trận thua thôi. Ủa, Anie pháp sư tinh anh cộng thêm 2 Anie nữa. Từ từ xem nào, mình sẽ suy nghĩ xem là có nên lấy luôn không. Game này có nên chơi theo kiểu Anie pháp sư không ta? Có nên chơi hệ pháp sư không đây này? Mình đang suy nghĩ này. Nên ok, mình suy nghĩ là sẽ làm về pháp sư nhá. Nhưng mà con gì nhỉ? Con gì pháp sư bây giờ? Con gì pháp sư để mình hãy liên tưởng tới cái gì đó khi mà pháp sư nó sẽ rất là ấn tượng đi. Ôi nước mắt anh em, nước mắt nữa này, đừng nói là thìa nữa nhá. What được cái đéo gì thế? Ôi lại thêm cái thìa nữa anh em, 3 cái thìa rồi mà 3 giọt nước mắt nữa thì anh em nghĩ được là mình sẽ làm gì không? Mình sẽ làm 3 cái pháp sư nhân tạo à? 3 cái pháp sư nhân tạo mọi người ạ. 3 pháp sư hiện tại mà bây giờ thì để xem nào, con gì pháp sư bây giờ ha, mình sẽ có 3 sự lựa chọn đấy. G4 này, 26 máu thôi mọi người, thấp lắm, phát đi là một phát chết là đi luôn đấy, không có cơ hội để thứ hai đâu. Ok giờ mình sẽ sắm sửa một chút về tướng đi ha. Mình đang có cho mình Ok, cho phải chỗ chưa kịp luôn. Tôi xong tôi rồi nhưng mới đi rồi. Và một điều là nữa ấy, là những con tướng không có mana ấy, thì không thể lắp được pháp sư mọi người nhá. Nên là anh em mà hay bảo mình là làm cá chê pháp sư ấy, là điều không thể đâu nha. Đừng có bảo làm cá chê pháp sư nữa, nó không có mana, không thể lắp được pháp sư đâu. Ôi, G4 này, mình sẽ làm G4 pháp sư mọi người ạ. G4 pháp sư mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vui cái G4 pháp sư đi. Pháp sư cho tàu rẹt này. Rồi 5 pháp sư à? Thiếu một gì người ta? Ok, cho con ta đi ra. Cho G4 vào. Ok, chúng ta có 6 pháp sư, 3 thần tài, 2 thiên xã hư hồn nhá. Để xem khi mình nổ hũ thì mình sẽ được những gì đi. Chưa nổ hũ mới cũng được. Bây giờ mình xem nào. V Torres, cho Torres lên 2 sao đi. Ok. Bây giờ mà thua nữa thôi tôi chịu luôn đấy. Bây giờ mà thua nữa không có cách nào thì gỡ lại được nữa. 13 máu thôi. Gặp ông song đấu à? Song đấu là ông này đồ ra xua nhìn hơi chán một chút đấy. Con gì bốn mình bị lát rồi kìa anh em, nó combo phát đứng im luôn. Rồi ok, win được rồi. Vậy là cuối cùng đã được nổ hũ mọi người nhá. Đã được nổ hũ rồi. Cứ tưởng là không được nổ hũ cơ nhưng mà cuối cùng đã được như này là vui rồi đấy. Để xem phần thưởng mình sẽ là gì. Xem liệu là có thìa gì không đi. Phần thưởng là gì đi. Cho xin nhẹ 2 cái thìa nữa đi cho nó vui. Gì đây? Ui, chỉ mỗi cái 3 cái trang bị là găng một 3 cái chị là găng đạo tặc mọi người ạ. 3 trang bị đạo tặc nhá. Thôi thế cũng được. Đành khả năng chịu đựng vậy, biết làm gì bây giờ. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho vào đi. Pháp sư một cái này cho con Achot này. Này cho con Lulu này, Annie này, rồi là Lulu đi. Ok. Bây giờ mình sẽ đây chính là công cuộc cách mạng đổi mới gọi là dạy chết của mình. Từ vị trí gọi là top best bảng mình sẽ cố gắng lên top nhì bảng nhé. Cố lên anh em ơi, mình sẽ cho anh em xem một siêu phẩm. Bây giờ mình đang có ý tưởng như này. Một là mình làm 3 con Achot cầm 3 cái pháp sư. Hai là mình làm 3 con G4 cầm 2 cái pháp sư. Cầm 3 cái pháp sư mọi người không? Là anh em thể tưởng tượng ra là như này. Là cái con G4 ấy, ba con G4 pháp sư ấy, nó sẽ combo liên tục. Đấy, nó sẽ combo liên tục. Và anh em phải nghĩ được, xem tưởng tượng xem, combo liên tục và khiến cho đối thủ là bị knock, gọi là đội hình trên không luôn. Đấy, đội hình siêu tung. Đấy, kiểu thế mình đang suy nghĩ như vậy. Có Lee Sin, lấy Lee Sin nhá. Lee Sin còn đang mắt này, nếu mà hên lại ra thêm một cái trang bị thì nữa ấy, thì mình có thể cho luôn Lee Sin trở thành pháp sư cũng được. Đó. Lee Sin pháp sư thì cũng hay, bởi vì nó sút 2 lần được. Nếu như mà cho nó thành Bluetooth nữa thì còn bá bạn nữa mọi người ạ. Đấy, Lee Sin pháp sư Bluetooth thì cực kỳ bá nhá, nó sút cực kỳ chất lượng luôn. Mỗi phát sút của nó thì đều khiến cho đối thủ phải khóc thét. Ok, cho Lee Sin pháp sư đi. Mình đang có cho mình là 3 pháp sư nhân tạo là Torres, Lee Sin và G4. Bây giờ thì nhiệm vụ mình là đang cố gắng kiếm G4 mọi người nhé. Đang cố gắng kiếm anh chàng G4 để có thể gọi là bui 3 G4 gặp 3 pháp sư nhân tạo. Tạo thành một đội hình, đó chính là đội hình full lock luôn. Nào, hất tung này. Ui, Lee Sin pháp sư đứng một chỗ thôi cũng làm đối thủ đái đá quần rồi. Ôi thôi, chết à. Cố lên các bạn ơi. Ui, Torres bút giáp cho con Torres bút giáp cho con Achot kìa. Nhiều giáp vãi cả trưởng luôn. Chết thế nào được bây giờ. Xin một lần được chết đấy. Bảy pháp sư này, game này nếu mà lên được 9 pháp sư các bạn nhé. Game này 9 pháp sư đối mình là quá bình thường, quá tầm thường luôn. Đại cassette à? Đại cassette pháp sư ổn không ta? Ok, cho đại cassette pháp sư đi. Nearly bán đi thôi chứ để làm gì nữa. Ok, để đây đi. Ui, G4 à? Ok, thế thôi, mình sẽ không chơi nữa, mình sẽ cho con G4 luôn nhá. Đấy. Bây giờ anh em thấy được cái sự bá đạo như thế nào này, anh em sẽ thấy được sự bá đạo của G4 như thế nào bây giờ này, anh em sẽ tận nhìn thấy nhá. Ok, chúng ta đã có hai con G4 pháp sư. Hai con G4 pháp sư, một combo, hai combo, một combo. Anh em thấy chưa? Đấy, đấy chính là thứ thú vị mà mình muốn cho anh em xem đấy. Đây chỉ đúng chất là game tấu hài rồi. Mình là một thằng người biến game từ một game gọi là game chiến thuật thành một game tấu hài đấy. Riot sẽ phải khóa ạc của mình thôi. Mình sẽ cùng đến với round 4.7 của mình nhá. Ra đến round 4.7 và đi xem nhặt được những gì đây, để xem nhặt được những trang bị gì nào. Mũ của thủy này, cộng một cái dao điện này. Round này thì random tận 2 mũ của thủy. Trong khi mình không gặp đối thủ mà gặp quái mà ra đồ đẹp quá nhở. Ron đây, bây giờ mình sẽ ron nào, let's go. Ôi, ăn shot 2 sao lên luôn nhá. Mình đang cố gắng kiếm. Nếu mà chơi được 3C4 2 sao thì nó hay đúng không? Nó hơi ảo. Lilia này anh em, ngon đấy, lấy luôn nhá. Đấy, cái game này mình muốn 9 pháp sư điều đơn giản với mình rồi, nhưng mà ăn đi 3 sao tuyệt vời, đúng thứ tôi cần ở đấy. Rồi, giáp gai này, giáp gai cho D4 nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì chỉ vào quẩy thôi. Bây giờ anh em chỉ việc buông chuột nhìn combo là ấy, một combo. Ấy, bị lag à, bị ảo ấy, pha đấy bị ảo. Nó hơi bị delay một chút anh bạn, nó kiểu nó vẫn chưa thích nghi được là nó phải sử dụng skill 2 lần nữa. Đấy, nó vẫn chưa thích nghi được cái điều là nó mày phải sử dụng skill 2 lần. Nên là nó vẫn chưa combo được. Tí nữa anh em ạ, tí nữa nó quen dần với việc mà skill 2 lần thì anh em sẽ thấy được cái sức mạnh của nó. Đội hình khủng quá. Cũng bình thường thôi bạn ơi. An Shizuni này. Khỏi lấy nó đi. Ui, Lee Sin nữa mọi người ơi. Khéo Lee Sin lên 2 sao đấy. Mình không nỡ bán nó đi đúng không? Lee Sin pháp sư thì cũng khá là hay đấy. Mà bây giờ thì để sẽ tìm nữa đi. Tí nữa đội hình của mình khỏe một chút đấy thì mình sẽ bán Lee Sin đi và bui hết đồ để cho G4 nhé. Bởi vì mình đã nói các bạn rồi là mình muốn chơi 3 con G4 cầm 3 cái pháp sư nhân tạo trong game. Bóng gì đó chơi song đấu à? Song đấu đại sư nữa. Ok, không sao, G4 mình lo tất nha. G4 ơi. Một combo, hai combo ạ. Một combo, hai combo. Ok, clear đối thủ rất là nhanh luôn mọi người, cực nhanh nhá. Đấy, không phải đơn giản là G4 cho ta đâu. Bắt ông bảo là mình làm G4 pháp sư đi. Và bây giờ thì mình chỉ hỏi một câu đấy. Cái này là đủ khiến em lên đỉnh chưa? Đủ khiến em phê chưa? Kiểu thế đúng không? Mắt ngầu luôn. Rồi, mình sẽ cho G4 nhá. Đấy, cái này mình sẽ cho một con tầm 2 cái món đồ luôn. Đấy, dùng 2 sao. Rồi, ok. Khá là ổn rồi đấy. Bây giờ thì anh em sẽ thấy được cái sức mạnh, sự thể hiện mắt tấu hài của tôi. Giờ tôi muốn lên con Lulu 3 sao mọi người ơi. Lulu 3 sao để bút máu á. Bút máu cho khỏe để quẩy. Không thấy đâu rồi. Có vẻ anh chàng Lulu không chịu ra nữa. À, sát thủ à? Sát thủ à? Sát thủ của chúng tôi hả? Quẩy nào? Quẩy nào? Ôi! Ôi! Úi rồi ôi! Vừa vào nha. Vừa vào combo mồm luôn. Vỡ alo luôn. Tiếp tục nào anh em G4. 3 tràng lính của Lâm rồi. Quẩy đấy không? Combo 1 combo 2 combo đi luôn chứ gì hỏi. Level 6 à? Ông này cũng chơi kiểu sát thủ mà kiểu Hyperon này. Level 6 không chịu lên cấp. Yếu quá này, lang quá này. Mình sẽ lấy cái giáp máu đi. Đấy. Mình đang phân vân là có nên lấy giáp máu hay là lấy cái trang bị giáp hồi sinh đây. Thôi, lấy giáp máu đi. asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Lilia này. Game này thì mình chỉ chưa được 6 pháp sư thôi, chứ không thể nào mà lên được gọi là sao ta 9 pháp sư trong game này, bởi vì mình có mất tận 3 slot thành con G4 rồi. Tôi phải nói nghe, đây là đội hình mà như kiểu là đột thực có 102 trên thế giới không kìa. Đội hình mắt này lụa luôn. Đội hình mắt này lụa mọi người ạ. Trong này ông này cay lắm rồi đây. Cái này cũng kiểu là hơi khó hiểu là cái đéo thì đang xảy ra này. Thằng này thằng chơi cái đéo thế này. Hất tung liên tội vậy đỡ thế đéo được. Thì mới chỉ là nói chung là đêm này anh em không, mình có 3 cái pháp sư luôn tạo rồi này. Đó. Uầy, gì đây? Một cái này đồ ngon đấy. Lilia này gây để ngủ được. Nói chung giờ mình ron chủ yếu để kiếm thêm ông Lulu thôi. Lulu lên 3 sao thôi mọi người ạ. Kiếm Lulu 3 sao thôi. Còn game này thì mình không thể nào lên 9 pháp sư được rồi. Không là 9 pháp sư được, bởi vì nhân tạo mình có 3 slot pháp sư nhân tạo rồi. Lên 9 pháp sư bây giờ là không thể mọi người nhá. Ui, ông này thần rừng này. Ok, không sao, chơi được, chơi luôn, chơi tốt. Không sợ bố con nào cả. Đội hình này đội hình mắt tấu hài mọi người ạ, đội hình tấu hài nhá. Siêu G4 hất tung 1 2 1 và 2. Ui ơi, kìa anh em thấy không? Liên tục là lính pha hất tung đến từ vị trí của G4 là đối thủ không thể đứng im một chỗ luôn. Ông này khỏe anh Châu ấy nhở? Có thêm Châu của anh em. Châu của anh em. Rồi đi luôn rồi, khả năng ông này đi được 14 máu, không đi hơi phí đấy. Nào G4 ơi, làm gọi đối thủ đi. Làm gọi đối thủ đi, đúng rồi, đi luôn. À, chưa đi à? Ok, chưa đi thì chúng ta hãy từ từ nhá. Chưa đi rồi nó sẽ đi mà thôi. Sớm hay muộn mà thôi mọi người ạ. Lulu của mình chưa lên 3 sao này, hơi toang đấy. Hơi chán mọi người ạ. Mãi cho Lulu lên 3 sao bởi mình cần một con bút á. Một con bút khỏe khỏe một chút. Chứ bây giờ thì sát thương thì có dư rồi. Alo alo. Đợi anh 5 phút đi. Anh đang có một chuyện rất là quan trọng. Em đứng đợi anh một chút. Chuyện quan trọng lắm. Oh my god, thế nào hất tung này. ok luôn. Neko không có Neko à? Đấy, thôi rất là cần luôn á, rất là cần ông Lulu 3 sao này. Lulu ơi, Lulu, trời ơi, tôi bảo Lulu lờ dài cơ không phải lờ ngắn nha. Ari Lilia, ok ngon. Tại sao Lulu của tôi vẫn chưa xuất hiện vậy? Này, một con nữa rồi mọi người. Một bé Lulu nữa rồi nhá. Rồi, nói chung là để xem top 1 này. Mình thì chủ yếu cần cái gì đó nhở. Thôi, này cho con G4 luôn nhá. 3 G4 full đồ mọi người ạ. Đấy, mình đang hướng tới là 3 G4 full đồ luôn. 1 em, 2 em, 3 em. Úi dồi, em thấy không ạ? Thật tung mắt lên đỉnh luôn. Lên đỉnh luôn. Ui, Kalista kìa, Kalista kìa nghe. Kalista kìa. Ngủ. Rồi, ok. Khả năng top 1 được mọi người, khả năng top 1 được. Đội hình tấu hài của mình khả năng top 1 được nha. Lulu ơi. Lulu ơi. Lulu ơi. Lulu ơi. Lulu ơi. Trời ơi, không ra à? Anh chàng này chảnh chó quá nhờ. Lulu của mình chảnh chó quá mọi người ơi. Xem nào. Ui, mày khỏe quá anh em. Ông này 4 tiên phong 3 thần rừng thánh thần này, hơi bị khỏe đấy. Ui zoom, ui rồi xong mọi người ơi. Game này thì mình khó thể lên được. Khó thể ấy được mọi người, khó thể. À, Hiền có gặp song đấu mọi người ơi, chứ mình nghĩ mà gặp ông này thì mình thua luôn rồi á. Mày khỏe lắm. Khỏe lắm luôn. Ngủ. Ui rồi, Kalista của đối thủ kìa. Anh em nói đối thủ Kalista, đối thủ không thể làm gì luôn. Chỉ việc đứng im mà chờ chết mọi người ạ. Rồi. Ông này thua tôi đi. Khó lắm, nhưng khỏe lắm. Này, mình kinh khủng không? Zombie 3 sao là em hiểu rồi đó. Sức mạnh của nó như nào rồi. Nhưng mà để xem nào, liệu rằng nhân phẩm cao thì mình vẫn thắng để thắng được. Ui, Ari này. Sự kết hợp cũng khá là nhiều thứ ở trong đây. Rồi, tiếp cận được rồi, tiếp cận được con Harry nhá. Ôi, ngon quá mọi người. Ui, tuyệt vời. Game này mình sẽ có thể đạt được top 1 mọi người ạ. Có thể nhá. Có thể. À, Annie. Ui rồi ôi, Annie cầm một cái rực khổng lồ thì ông chịu thế nào được nhiệt ông ơi. Ok anh em ơi, tuyệt vời. Một cái game mà mình nghĩ rằng là rất là hiếm ai có thể có một cái game như này. Ngoài mình ra mọi người ạ. Cái gì thế này? Ba anh chàng lính ngự lâm anh em ạ. Ba anh chàng lính ngự lâm nhá. Rồi bây giờ mới ron kiếm Lulu 3 sao này. Lulu, Lulu, Lulu. Đéo chịu lên à. Rồi. Cứ thế này mà thôi. Chúng ta chỉ đây sẽ là một game cuối cùng mọi người nhá, một game cuối cùng thôi. Không có game thứ hai. G4 này. G4 này. Anh em Thịnh gọi là tha hồ đi, gọi là sao đi quẩy anh em ạ. Đấy. Hên là con này này, con đi A ấy là nó sẽ vô ngủ đối thủ mà nhiều máu nhất đấy. Ấy, đi luôn chưa? Vâng, đi rồi. Và anh em xem video ủng hộ cho mình, đăng cái kênh, một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye mọi người, tạm biệt.